chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, hốt trọn lộc trời, tiền vàng nhét nước két, cuối năm đổi đời, giàu có vô địch thiên hạ. Xin kính chào toàn thể quý khán giả đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu tiên xin gửi tới các bạn lời chúc bình an, may mắn và sức khỏe dồi dào. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trên con đường khám phá những bí ẩn của số mệnh, giúp mọi người có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Thưa bản mệnh tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, 4 tháng cuối năm 2024 đang đến gần với nhiều cơ hội và thử thách đang chờ đón. Đây là khoảng thời gian bản mệnh có thể cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ, đột phá về mặt tài chính, sự nghiệp thăng hoa và gia đạo ổn định bình yên. Trước khi bước vào chi tiết về tử vi của tuổi Quý Sửu trong thời gian này, chúng ta hãy cùng dành một chút thời gian để suy ngẫm về những triết lý sâu sắc trong cuộc sống. Cuộc đời là một hành trình dài với bao nhiêu cung bậc cảm xúc, bao nhiêu thăng trầm. Có những lúc chúng ta cảm thấy khó khăn, vấp ngã, nhưng cũng có những thời khắc khi đã vượt qua những thử thách ấy, ta lại thấy mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Đôi khi, những khó khăn chính là bài học quý giá, là bàn đạp để chúng ta vươn tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Và trong tử vi cũng vậy, vận mệnh của mỗi người là một hành trình liên tục, thay đổi có lúc thăng, có lúc trầm. Nhưng điều quan trọng là chúng ta biết cách nắm bắt cơ hội và đối diện với thử thách bằng tâm thế bình tĩnh, sáng suốt. Chỉ khi bản mệnh biết dùng sự kiên nhẫn, quyết tâm và lòng dũng cảm, mọi khó khăn sẽ trở thành cơ hội để chúng ta phát triển bản thân. Bước vào giai đoạn cuối năm 2024, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, mở ra một thời kỳ mới đầy hứa hẹn. Các bạn sẽ có cơ hội để phát triển sự nghiệp, đạt được thành tựu trong tài chính, cũng như tận hưởng niềm vui bình yên trong gia đạo. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tốt lành, vẫn tồn tại những thử thách nhất định. Nhưng đừng lo gì, chỉ cần chuẩn bị tinh thần và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản mệnh sẽ vượt qua mọi khó khăn để bước đến thành công. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng bạn đi sâu phân tích chi tiết vận trình của tuổi Quý Sửu trong 4 tháng cuối năm 2024. Từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch, chúng ta sẽ khám phá những cơ hội trong sự nghiệp, phân tích những yếu tố giúp gia đạo bình an và tài lộc thăng hoa. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ đưa ra những lời khuyên quan trọng để giúp bản mệnh hóa giải vận hạn, vượt qua thử thách và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Hé lộ chấn động, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, hốt chọn lộc trời, vàng nhét nước két, cuối năm đổi đời, giàu có vô địch thiên hạ. Thưa quý vị, bước vào 4 tháng cuối năm 2024, đây là giai đoạn bản mệnh sẽ trải qua nhiều thay đổi quan trọng, và việc hiểu rõ vận mệnh của mình trong từng tháng sẽ giúp bản mệnh đưa ra các quyết định sáng suốt, nắm bắt cơ hội và tránh những sai lầm không đáng có. Tháng 9 âm lịch, tài lộc khởi sắc nhưng cần cẩn trọng trong quyết định tài chính. Tháng 9 âm lịch sẽ là thời điểm mở màn cho những thay đổi tích cực trong sự nghiệp của tuổi Quý Sửu. Đây là lúc công việc của bản mệnh bắt đầu có nhiều cơ hội phát triển. Nếu bạn đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp hoặc kinh doanh tự do, những cơ hội thăng tiến, mở rộng thị trường và hợp tác mới sẽ xuất hiện. Những kế hoạch hoặc dự án mà bản mệnh đã ấp ủ từ lâu sẽ có cơ hội được triển khai một cách thuận lợi. Tuy nhiên, một điều quan trọng cần lưu ý trong tháng này là vấn đề tài chính. Mặc dù tài lộc đang khởi sắc, nhưng không nên chủ quan. Những quyết định liên quan đến đầu tư, vay mượn hay mua sắm lớn cần được xem xét kỹ lưỡng, tránh việc vội vàng mà gây tổn thất không đáng có. Bản mệnh cần tập trung vào các kế hoạch dài hạn và không nên dồn quá nhiều tài nguyên vào các khoản đầu tư rủi ro. Lời khuyên dành cho tuổi Quý Sửu trong tháng này là hãy cân nhắc kỹ càng trước mỗi quyết định tài chính. Hãy tìm hiểu thật kỹ các thông tin, lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm và tránh để bản thân bị cuốn theo những cơ hội tài chính có vẻ hấp dẫn nhưng thiếu sự đảm bảo. Đôi khi, sự thận trọng chính là chìa khóa giúp bản mệnh bảo toàn tài sản và phát triển một cách bền vững. Tháng 10 âm lịch, tài lộc tiếp tục tăng trưởng nhưng cần tránh rủi ro trong đầu tư. Bước sang tháng 10 âm lịch, tài lộc của tuổi Quý Sửu tiếp tục có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là giai đoạn mà nếu bản mệnh biết cách tận dụng cơ hội, nguồn thu nhập của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Đặc biệt những ai đang đầu tư vào bất động sản, chứng khoán hoặc kinh doanh thương mại sẽ cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đạt được trong thời gian này. Tuy nhiên, chính sự tăng trưởng mạnh mẽ này cũng đặt ra một thách thức rủi ro trong đầu tư khi tài lộc dồi dào.
Nhiều người có xu hướng trở nên tự tin quá mức và dễ mắc sai lầm trong việc đánh giá rủi ro. Điều quan trọng là bản mệnh phải luôn giữ tỉnh táo và thực tế trong các quyết định đầu tư những dự án tiềm ẩn rủi ro cao. Dù mang lại lợi nhuận lớn trong ngắn hạn, cũng cần được đánh giá cẩn thận. Hãy ghi nhớ rằng, sự thịnh vượng bền vững đến từ những quyết định thông minh và có tầm nhìn xa. Đầu tư vào những lĩnh vực mà bản mệnh thực sự hiểu biết và có khả năng kiểm soát sẽ mang lại kết quả tích cực hơn. Đồng thời, đây cũng là lúc để bản mệnh xem xét lại các kế hoạch tài chính dài hạn, đảm bảo rằng mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên nền tảng vững chắc và có tính toán kỹ lưỡng. Tháng 11 âm lịch, gia đình yên ổn, tình cảm hài hòa, mối quan hệ xã hội củng cố. Tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm mà gia đình và tình cảm của tuổi Quý Sửu đạt đến sự ổn định, hài hòa sau những tháng ngày bận rộn với công việc và tài chính. Tháng này là lúc để bản mệnh chú ý nhiều hơn đến các mối quan hệ gia đình và xã hội. Gia đạo yên ổn, tình cảm trong gia đình trở nên khăng khít hơn. Đây là dịp tốt để bản mệnh có thể tổ chức các buổi gặp gỡ, gắn kết giữa các thành viên. Đặc biệt, trong tháng này, nếu bản mệnh dành thời gian chăm sóc và lắng nghe người thân, những xung đột nhỏ nếu có trước đây sẽ dễ dàng được hóa giải. Bên cạnh gia đình, các mối quan hệ xã hội của bản mệnh cũng được củng cố. Những người bạn lâu năm, đối tác hay đồng nghiệp sẽ trở nên thân thiết và có thể hỗ trợ bản mệnh trong công việc cũng như cuộc sống. Hãy biết cách tận dụng thời gian này để xây dựng thêm những mối quan hệ tốt đẹp, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Tháng 12 âm lịch kết thúc năm với nhiều thành tựu, nhưng cần chú ý sức khỏe và gia đạo. Cuối cùng tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm, sẽ là thời điểm bản mệnh gặt hái nhiều thành công nhất trong sự nghiệp và tài chính. Sau những nỗ lực không ngừng, đây là lúc để tuổi Quý Sửu nhận được những phần thưởng xứng đáng. Những dự án kế hoạch mà bản mệnh đã cống hiến tâm huyết suốt thời gian qua sẽ mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được, bản mệnh cũng cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Áp lực công việc trong tháng cuối năm có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí là kiệt sức. Đừng quên rằng, dù công việc có quan trọng đến đâu, sức khỏe vẫn là điều cần ưu tiên hàng đầu. Một cơ thể khỏe mạnh mới có thể tiếp tục đương đầu với những thử thách lớn hơn trong tương lai. Thêm vào đó, gia đạo trong tháng này cũng cần được quan tâm. Bản mệnh không nên để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng khoảnh khắc sum họp bên người thân, cùng nhau đón chào một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Với sự hiểu biết về vận mệnh của bản mệnh trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có thể tự tin hơn trong các quyết định quan trọng. Mỗi tháng đều có những cơ hội riêng, nhưng cũng đi kèm với những thử thách nhất định. Điều quan trọng là biết cách điều chỉnh, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời lắng nghe lời khuyên từ các chuyên gia để đạt được thành công bền vững. Tử vi chi tiết từng phương diện trong cuộc sống, chúng ta đã nắm được tổng quan về vận mệnh của tuổi Quý Sửu trong 4 tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, để có cái nhìn chi tiết và chuẩn bị tốt hơn cho những biến chuyển sắp tới, hãy cùng đi sâu phân tích từng phương diện cụ thể của cuộc sống như sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và gia đạo. Mỗi phương diện đều có vai trò quan trọng, có phần tạo nên sự cân bằng và thành công cho bản mệnh. Về phương diện sự nghiệp, sự nghiệp có cơ hội thăng tiến và phát triển, nhưng cần cẩn trọng trong quyết định lớn. Trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong công việc hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh với những ai đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp. Bản mệnh có thể được giao phó những dự án quan trọng, mở ra cơ hội để khẳng định bản thân và tạo nên bước tiến mới trong sự nghiệp. Với những người làm kinh doanh, tháng 9 và 10 là thời gian thuận lợi để mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm đối tác mới hoặc khám phá thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, một điều mà bản mệnh cần đặc biệt lưu ý là sự cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết định lớn. Những dự án quan trọng hay những thương vụ đầu tư lớn cần được xem xét kỹ lưỡng, tránh việc quá nóng vội mà đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ. Thời điểm này mặc dù có nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn. Sự thận trọng và sáng suốt trong mỗi bước đi sẽ giúp bản mệnh tránh khỏi những khó khăn không đáng có. Lời khuyên, bản mệnh nên tập trung vào các mục tiêu dài hạn, không nên quá hấp tấp hay vội vàng trong việc ra quyết định. Hãy lập kế hoạch chi tiết, xem xét cẩn thận từng yếu tố trước khi bắt tay vào thực hiện. Một chiến lược rõ ràng, bài bản,
sẽ giúp tuổi Quý Sửu tận dụng triệt để các cơ hội và tránh những sai lầm không đáng có. Về phương diện tài lộc, tài chính dồi dào nhưng cần khéo léo trong quản lý chi tiêu. Về phương diện tài lộc, tháng 10 và 12 âm lịch sẽ là thời điểm mà tuổi Quý Sửu nhận được nhiều lợi lộc nhất. Đặc biệt những ai đang đầu tư hoặc kinh doanh sẽ cảm thấy hài lòng với những khoản lợi nhuận mình gặt hái được. Những dự án đầu tư đã thực hiện trong thời gian trước đó sẽ bắt đầu mang lại những kết quả khả quan. Bản mệnh sẽ có cơ hội kiếm được những khoản thu nhập lớn, góp phần củng cố tài chính cá nhân. Tuy nhiên, chính trong thời điểm tài lộc dồi dào này, việc quản lý tài chính trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự giàu có không chỉ đến từ việc kiếm được nhiều tiền, mà còn từ khả năng quản lý và khôn ngoan. Tuổi Quý Sửu cần tránh những khoản chi tiêu không cần thiết, không nên để bản thân bị cuốn vào những cuộc mua sắm xa hoa hay những khoản đầu tư rủi ro cao. Thay vào đó, bản mệnh nên tập trung vào việc tiết kiệm và đầu tư vào các kênh an toàn, có tính dài hạn, để đảm bảo sự ổn định về mặt tài chính. Lời khuyên, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi khoản đầu tư lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực rủi ro cao, tập trung vào việc quản lý tài chính một cách thông minh. Lập kế hoạch tích lũy dài hạn để có thể duy trì nguồn tài lộc ổn định và bền vững. Đừng để những khoản lợi ngắn hạn làm mờ mắt, hãy luôn nghĩ đến tương lai lâu dài. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe ổn định nhưng cần chú ý đến căng thẳng và mệt mỏi. Trong 4 tháng cuối năm 2024, sức khỏe của tuổi Quý Sửu nhìn chung khá ổn định. Tuy nhiên, không phải là không có những vấn đề cần lưu tâm. Tháng 9 và tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm mà bản mệnh có thể cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng do áp lực công việc, sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong sự nghiệp, cộng thêm những lo toan về tài chính, gia đạo có thể khiến tinh thần của bản mệnh trở nên căng thẳng, dẫn đến mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là thời điểm mà tuổi Quý Sửu cần chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm việc ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý và tập thể dục đều đặn sẽ giúp bản mệnh giữ được năng lượng tích cực. Đặc biệt hãy chú ý đến các dấu hiệu mệt mỏi kéo dài. Đừng xem nhẹ những triệu chứng căng thẳng tinh thần vì chúng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và cuộc sống hàng ngày. Lời khuyên, đừng quên cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Sức khỏe luôn là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công lâu dài. Dù công việc có quan trọng đến đâu, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc bản thân để duy trì trạng thái tinh thần và thể chất tốt nhất. Về phương diện tình cảm và gia đạo, tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm mà bản mệnh cảm nhận rõ sự bình yên và ấm cúng trong gia đình. Sau những khoảng thời gian bận rộn với công việc, bản mệnh sẽ có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho người thân, tổ chức các buổi gặp mặt gia đình và củng cố tình cảm. Đối với những cặp đôi, đây là giai đoạn mà mối quan hệ trở nên khăng khít hơn, những xung đột nhỏ trước đây sẽ dễ dàng được hóa giải. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng sẽ cảm thấy các mối quan hệ xã hội của mình được củng cố thêm trong tháng này. Những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác đều trở nên hòa thuận, tạo điều kiện tốt cho sự phát triển trong tương lai. Tuổi Quý Sửu sẽ có cơ hội mở rộng vòng tròn quan hệ, tạo dựng những kết nối mới quan trọng cho sự nghiệp cũng như cuộc sống. Lời khuyên, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và người thân. Gia đình là nguồn động lực lớn nhất giúp bản mệnh có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Việc duy trì sự hòa thuận, gắn kết trong gia đạo sẽ mang lại sự bình yên, giúp tuổi Quý Sửu có thêm niềm tin và sức mạnh để tiếp tục phát triển trong các lĩnh vực khác. Với sự phân tích chi tiết về từng phương diện trong 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, có thể thấy rằng đây là một giai đoạn đầy hứa hẹn, với nhiều cơ hội trong sự nghiệp, tài lộc và sự yên bình trong gia đạo. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức cần bản mệnh phải tỉnh táo, sáng suốt để vượt qua. Hãy luôn duy trì sự cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống và nhớ rằng sức khỏe và gia đình vẫn là điều quan trọng nhất để bản mệnh có thể tiến bước vững vàng trong tương lai. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc. Trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ, có những thời điểm mà chúng ta gặp khó khăn, rơi vào những tình huống không mong muốn. Với tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, 4 tháng cuối năm 2024 là giai đoạn quan trọng, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua những vận hạn tiềm ẩn và tối ưu hóa cơ hội tài lộc. Phong thủy là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta điều chỉnh dòng năng lượng xung quanh, mang lại may mắn và hóa giải những điều xui rủi. Đặc biệt,
với tuổi Quý Sửu, việc lựa chọn đúng các vật phẩm phong thủy và thực hiện những nghi lễ đơn giản sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tài lộc, gia tăng sự may mắn và hóa giải vận hạn một cách hiệu quả. Thứ nhất, sử dụng vật phẩm phong thủy để kích hoạt tài lộc. Một trong những cách dễ dàng và hiệu quả nhất để kích hoạt tài lộc và hóa giải vận hạn cho tuổi Quý Sửu là sử dụng các vật phẩm phong thủy. Những món đồ phong thủy này không chỉ giúp cân bằng năng lượng mà còn mang lại sự bảo vệ và hỗ trợ cho chủ nhân. 1. Thạch anh vàng. Thạch anh vàng được biết đến như viên đá của tài lộc. Với năng lượng mạnh mẽ, thạch anh vàng giúp thúc đẩy sự giàu có, tạo nên cơ hội phát triển tài chính và tăng cường khả năng quản lý tiền bạc. Bản mệnh nên đặt thạch anh vàng ở các khu vực quan trọng trong nhà, đặc biệt là nơi làm việc, để hút tài lộc và cải thiện vận khí. Ngoài ra, bản mệnh có thể đeo thạch anh vàng dưới dạng vòng tay hoặc mặt dây chuyền để mang lại sự bình an, may mắn trong giao dịch và tránh được những rủi ro tài chính. 2. Dòng đá mã não. Dòng đá mã não được biết đến với khả năng bảo vệ chủ nhân khỏi các năng lượng tiêu cực, đồng thời mang lại sự ổn định trong cuộc sống. Đối với tuổi Quý Sửu, dòng đá mã não không chỉ giúp giảm bớt căng thẳng mà còn hỗ trợ trong việc cải thiện các mối quan hệ, đặc biệt là trong gia đình và công việc. Khi đeo dòng đá mã não, bản mệnh sẽ cảm thấy tự tin hơn trong các quyết định và tránh được những xung đột không cần thiết, giúp duy trì sự hài hòa trong môi trường sống. 3. Tỳ hưu. Tỳ hưu là một trong những vật phẩm phong thủy nổi tiếng nhất trong việc hút tài lộc, đặc biệt với những người tuổi Quý Sửu đang tìm kiếm sự ổn định và phát triển về tài chính trong 4 tháng cuối năm 2024. Việc sở hữu một tượng tỳ hưu hoặc đeo tỳ hưu sẽ giúp bản mệnh thu hút được sự may mắn và giàu có. Tỳ hưu còn giúp hóa giải vận hạn, đẩy lùi năng lượng tiêu cực, mang lại sự bảo vệ mạnh mẽ, nên đặt tỳ hưu ở nơi làm việc hoặc gần cửa chính trong nhà để tăng cường khả năng hút tài lộc. Khi đeo tỳ hưu, bản mệnh cũng cần chú ý không để tỳ hưu tiếp xúc với nước để duy trì hiệu quả của vật phẩm. Thứ hai, các bác có thể thực hiện nghi lễ thắp hương, cúng dường ra tiên để hóa giải vận hạn. Ngoài việc sử dụng các vật phẩm phong thủy, việc thực hiện các nghi lễ thắp hương, cúng dường gia tiên và những ngày quan trọng là một cách hữu hiệu để hóa giải vận hạn. Trong văn hóa Việt Nam, sự kết nối với tổ tiên và việc thắp hương cúng bái gia tiên luôn được coi là phương thức cầu bình an, giải trừ những điều không may mắn. 1. Thời điểm thực hiện nghi lễ tháng 9 và tháng 10 âm lịch là hai tháng bản mệnh có thể gặp phải những thử thách trong công việc và tài chính. Đây cũng là thời điểm thích hợp để thắp hương và cúng bái gia tiên, xin sự phù hộ và che chở. Bản mệnh có thể chọn các ngày mùng 1 và rằm hàng tháng hoặc các ngày vía thần tài để thực hiện lễ cúng. 2. Cách thực hiện nghi lễ. Trước khi thực hiện nghi lễ, bản mệnh cần chuẩn bị đầy đủ các vật phẩm cúng dường như hoa quả, trà, nến và nhang. Hãy thắp hương với lòng thành kính và thỉnh cầu sự phù hộ của tổ tiên. Đối với người tuổi Quý Sửu, khi thắp hương hãy tập trung vào việc cầu bình an cho gia đình, hóa giải vận hạn và mở đường cho những cơ hội tài lộc trong tương lai. Đừng quên giữ cho bàn thờ gia tiên luôn sạch sẽ và trang nghiêm. Điều này không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp duy trì sự hài hòa trong ngôi nhà, mang lại may mắn và thịnh vượng cho cả gia đình. 3. Cúng dường và làm việc thiện để tích phúc đức. Ngoài việc thắp hương ra tiên, cúng dường và làm việc thiện cũng là cách hữu hiệu để bản mệnh tích lũy phúc đức, từ đó hóa giải những vận hạn không mong muốn. Tuổi Quý Sửu trong 4 tháng cuối năm 2024 nên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người khác, đặc biệt là vào các ngày lễ lớn hoặc dịp cuối năm. Làm việc thiện không chỉ giúp bản mệnh tích lũy công đức mà còn tạo ra năng lượng tích cực, giúp giải trừ những khó khăn và tạo điều kiện cho sự phát triển lâu dài. Điều này cũng góp phần củng cố mối quan hệ xã hội, mang lại nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, quý vị hãy sống tích cực, làm việc thiện và giữ vững niềm tin. Trong giai đoạn cuối năm 2024, tuổi Quý Sửu cần giữ vững tinh thần lạc quan và tích cực. Những vận hạn, thử thách có thể sẽ xuất hiện, nhưng quan trọng là bản mệnh phải đối mặt với chúng bằng thái độ bình tĩnh và sáng suốt. Đôi khi chính những khó khăn lại là cơ hội để chúng ta trưởng thành và tiến bộ. Lời khuyên cuối cùng dành cho bản mệnh là hãy sống hết mình, làm việc thiện và duy trì niềm tin vào những điều tốt đẹp. Sử dụng các vật phẩm phong thủy và thực hiện nghi lễ cúng dường là những công cụ hỗ trợ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững niềm tin, tạo ra năng lượng tích cực từ bên trong. Khi bản mệnh sống đúng đắn, làm việc có tâm, chắc chắn tài lộc và may mắn sẽ tự nhiên tìm đến.
Những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024. Kính chào quý vị khán giả của Minh Đường Tử Vi. Chúng ta đã cùng nhau khám phá những cơ hội và thách thức mà tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 sẽ gặp phải trong 4 tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội thuận lợi, còn có những điều bản mệnh cần phải tránh để không gặp phải sai lầm đáng tiếc, ảnh hưởng đến sự nghiệp, tài chính và sức khỏe của mình. Cuộc sống luôn có những thử thách bất ngờ. Nếu chúng ta biết cách phòng ngừa và tránh xa những rủi ro tiềm ẩn, thì không chỉ có thể bảo vệ được bản thân, mà còn duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai, để giúp bản mệnh có thể vượt qua giai đoạn cuối năm một cách an toàn và hiệu quả. Sau đây là những điều mà tuổi Quý Sửu cần đặc biệt lưu ý trong 4 tháng cuối năm 2024. 1. Tránh các sai lầm trong đầu tư, thận trọng với các dự án rủi ro cao. Trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tài lộc của tuổi Quý Sửu sẽ có nhiều dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là cơ hội đầu tư và kinh doanh. Tuy nhiên, không phải cơ hội nào cũng là lựa chọn an toàn đối với bản mệnh. Việc tham gia vào các dự án đầu tư lớn, đặc biệt là những dự án có tính rủi ro cao hoặc không rõ ràng, có thể mang lại nhiều hệ lụy không mong muốn. Thực tế cho thấy, thời điểm cuối năm thường là lúc nhiều dự án kinh doanh và đầu tư được quảng cáo rầm rộ, nhưng không phải tất cả đều có nền tảng vững chắc. Với tính cách cẩn trọng và thực tế của tuổi Quý Sửu, bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về các khoản đầu tư. Đừng để lòng tham về lợi nhuận ngắn hạn làm mờ đi sự sáng suốt và logic trong phân tích. Lời khuyên ở đây là hãy tìm hiểu kỹ càng về bất kỳ dự án nào mà bạn định tham gia. Hãy đặt câu hỏi: dự án này có đáng tin cậy không? Người dẫn đầu có kinh nghiệm và tầm nhìn không? Và quan trọng hơn, hãy luôn đặt yếu tố an tâm lên hàng đầu. Đừng để những khoản đầu tư thiếu chắc chắn trở thành gánh nặng tài chính trong tương lai. 2. Tránh xung đột gia đình, giữ vững sự cân bằng giữa công việc và tình cảm. Gia đình luôn là nguồn sức mạnh tinh thần lớn nhất, nhưng đôi khi áp lực công việc và tài chính có thể khiến chúng ta vô tình bỏ bê hoặc gây ra xung đột trong gia đình. Đặc biệt, trong tháng 12 âm lịch, khi công việc cuối năm đòi hỏi bản mệnh phải dồn hết sức lực, khả năng xuất hiện những căng thẳng trong gia đạo sẽ tăng cao. Đây là thời điểm mà bản mệnh cần chú ý, tránh để công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm và gia đình. Tuổi Quý Sửu là những người thường rất chú trọng đến sự nghiệp, nhưng cũng là người có tình cảm sâu nặng với gia đình. Tuy nhiên, áp lực từ công việc đôi khi khiến bạn khó có thể dành thời gian và sự chú ý cho người thân. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm, xung đột không đáng có, ảnh hưởng đến hòa khí trong gia đình, đặc biệt là trong dịp cuối năm. Lời khuyên ở đây là hãy học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Dù công việc có bận rộn đến đâu, hãy luôn dành thời gian cho gia đình. Đôi khi, một buổi trò chuyện đơn giản, một bữa cơm gia đình ấm cúng có thể giúp hàn gắn những vết nứt nhỏ trong mối quan hệ. Hãy nhớ rằng gia đình là nền tảng vững chắc nhất giúp bản mệnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 3. Tránh lối sống thiếu khoa học, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Một trong những thách thức lớn nhất mà tuổi Quý Sửu phải đối mặt trong 4 tháng cuối năm 2024 là sức khỏe. Áp lực từ công việc và những lo toan trong cuộc sống có thể khiến bản mệnh dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Nếu không duy trì một lối sống lành mạnh, những vấn đề sức khỏe sẽ nhanh chóng xuất hiện, ảnh hưởng không chỉ đến hiệu suất làm việc, mà còn đến tâm trạng và tinh thần của bản mệnh. Đặc biệt, thức khuya và làm việc quá sức là những thói quen mà tuổi Quý Sửu cần phải tránh trong giai đoạn cuối năm. Bản mệnh cần hiểu rằng, dù công việc có quan trọng đến đâu, nếu sức khỏe không được đảm bảo, mọi thành công đều trở nên vô nghĩa. Thức khuya không chỉ gây hại cho cơ thể mà còn làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc. Thay vào đó, bản mệnh cần xây dựng cho mình một thói quen sinh hoạt khoa học, bao gồm việc ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Đừng quên rằng, một cơ thể khỏe mạnh sẽ mang lại tinh thần thoải mái, giúp bản mệnh làm việc hiệu quả hơn và đối mặt với mọi thử thách một cách dễ dàng. Lời khuyên cuối cùng, cẩn trọng và tỉnh táo để vượt qua thách thức. Khi nhìn vào toàn cảnh 4 tháng cuối năm 2024, ta thấy rõ rằng đây là thời kỳ mà tuổi Quý Sửu có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng không thiếu những thử thách cần phải vượt qua. Sự tỉnh táo, cẩn trọng trong từng quyết định là chìa khóa giúp bản mệnh tránh được những rủi ro và sai lầm không mong muốn. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ đến từ việc nắm bắt cơ hội, mà còn từ khả năng nhận biết và tránh xa những cạm bẫy tiềm ẩn. Đừng để những sai lầm nhỏ trong đầu tư,
những căng thẳng trong gia đình hay lối sống thiếu khoa học làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tỉnh táo và biết cách bảo vệ bản thân, từ đó mới có thể đón nhận những điều tốt đẹp nhất trong tương lai. Thưa bản mệnh tuổi Quý Sửu, chắc hẳn khi nhìn lại những năm tháng đã qua, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống không hề dễ dàng. Người sinh năm 1973 đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, tài chính, cũng như trong cuộc sống gia đình, từ những giai đoạn khó khăn trong công việc, những lúc bế tắc tài chính, cho đến những xung đột trong gia đạo, tất cả đều là những trải nghiệm mà bản mệnh đã từng phải đương đầu. Đôi khi, bạn có thể cảm thấy mọi thứ quá đỗi nặng nề và tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng bản mệnh hãy tự nhìn lại mình và nhận ra một điều. Qua mỗi lần vượt qua khó khăn, bản mệnh không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, tạo nên sự trưởng thành kiên nhẫn và bền bỉ. Tuổi Quý Sửu không phải là những người dễ dàng bỏ cuộc. Trong mọi hoàn cảnh, bạn luôn biết cách vươn lên, đối mặt với thử thách và tìm kiếm giải pháp để thoát khỏi những khó khăn. Điều này chính là sức mạnh nội tài, là phẩm chất đáng quý mà bản mệnh cần gìn giữ. Khi nói đến tuổi Quý Sửu, người ta luôn nghĩ đến sự cần cù, chịu khó và tinh thần LNG quan. Dù cuộc đời có mang đến bao nhiêu thử thách, bạn vẫn luôn tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Chính tinh thần kiên định này đã giúp bạn không ngừng phấn đấu và vượt qua mọi nghịch cảnh, và đó là bài học đầu tiên mà bản mệnh cần khắc ghi. Luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, dù khó khăn đến đâu, chỉ cần bạn không từ bỏ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cuộc sống không chỉ là những ngày tháng chạy đua với công việc và tiền bạc. Đôi khi, bản mệnh cần phải dừng lại để nhìn nhận lại điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Đối với tuổi Quý Sửu, sau những năm tháng vất vả, bản mệnh có thể nhận ra rằng ngoài sự nghiệp và tài chính, sức khỏe, gia đình và niềm vui trong cuộc sống cá nhân cũng vô cùng quan trọng. Có thể những lúc bận rộn, bạn đã bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá bên gia đình, những phút giây thư giãn và chăm sóc bản thân. Từ đây đến cuối năm 2024, bản mệnh cần học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Sự thành công trong công việc là điều đáng quý, nhưng không nên để nó chiếm lĩnh toàn bộ cuộc sống của bạn. Hãy nhớ rằng, khi bản mệnh có một tinh thần thoải mái, một sức khỏe tốt và một gia đình hòa thuận, thì hiệu suất làm việc của bạn cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Lời khuyên dành cho Quý Sửu, dành thời gian cho những người thân yêu. Hãy cố gắng cân bằng giữa việc kiếm tiền và thời gian bên gia đình. Đôi khi một bữa cơm sum họp hay một buổi dạo chơi cùng người thân có giá trị hơn nhiều so với những giờ làm việc không ngừng nghỉ, chăm sóc bản thân. Sức khỏe là vốn quý nhất, đừng để công việc khiến bạn kiệt quệ. Hãy duy trì thói quen tập thể dục, ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc. Đó là cách để bảo vệ bản thân khỏi những căn bệnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Tận dụng những cơ hội nhỏ để xây dựng thành công lớn. Trong 4 tháng cuối năm 2024, không phải mọi cơ hội đều đến một cách rõ ràng. Đôi khi, bản mệnh cần phải nhạy bén để nhận ra những cơ hội nhỏ bé đang tiềm ẩn xung quanh. Những cơ hội này có thể không lớn lao ngay từ ban đầu, nhưng nếu biết cách khai thác, chúng sẽ mang lại cho bạn những thành công ngoài mong đợi. Hãy luôn nhớ rằng, thành công không phải lúc nào cũng đến từ những bước đột phá lớn. Nó có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, nhưng có chiến lược rõ ràng. Bản mệnh tuổi Quý Sửu là người biết cách kiên trì, từng bước xây dựng sự nghiệp và tài chính của mình. Hãy tiếp tục phát huy phẩm chất này. Lời khuyên cho bản mệnh là không bỏ lỡ cơ hội nhỏ. Đôi khi một cơ hội nhỏ như một dự án kinh doanh phụ hay một mối quan hệ xã hội mới có thể là nền tảng cho những bước tiến lớn hơn trong tương lai. Đừng bao giờ xem thường những cơ hội nhỏ, mà hãy tận dụng chúng một cách thông minh, xây dựng mục tiêu dài hạn. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể và kiên trì theo đuổi. Dù con đường có thể khó khăn, nhưng sự kiên nhẫn sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu bền vững, giữ bình an trong tâm hồn. Chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, đôi khi điều quan trọng nhất không phải là những gì bạn đạt được, mà là sự bình an trong tâm hồn. Đối với tuổi Quý Sửu, trải qua nhiều biến động trong cuộc sống, việc giữ cho tâm hồn bình yên là một điều không hề dễ dàng. Nhưng đây chính là chìa khóa để bạn có thể tiếp tục tiến bước mà không bị những căng thẳng, áp lực của cuộc sống đè nặng. Bình an trong tâm hồn không đến từ việc tránh xa khó khăn, mà là cách bạn đối mặt và vượt qua chúng. Hãy học cách buông bỏ những điều không đáng, giữ cho lòng mình luôn nhẹ nhàng và tích cực. Khi bản mệnh giữ được sự bình an trong tâm trí, mọi thử thách sẽ chỉ là những bài học giúp bạn trưởng thành hơn. Lời khuyên cuối cùng, hãy sống chậm lại,
cảm nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, thay vì mãi theo đuổi những thứ xa vời. Duy trì tinh thần lạc quan, tin vào tương lai và vào khả năng của bản thân. Dù cuộc đời có khó khăn đến đâu, với sự kiên nhẫn và tâm hồn thanh thản, bản mệnh sẽ luôn tìm thấy con đường đúng đắn để đi tiếp. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đã và đang trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng là bản mệnh đã vượt qua được rất nhiều và tiếp tục phấn đấu không ngừng. Tương lai phía trước luôn rộng mở, và với tinh thần lạc quan, sự kiên trì chắc chắn bạn sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Hãy luôn sống tích cực, tận dụng mọi cơ hội để phát triển và giữ gìn sự bình an trong tâm hồn. Chỉ khi bạn giữ được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bạn mới có thể thực sự cảm nhận được hạnh phúc và thành công bền vững. Kính thưa quý vị khán giả, qua những phân tích chi tiết về tử vi 4 tháng cuối năm 2024 của tuổi Quý Sửu, chúng ta đã thấy rõ những cơ hội lớn trong sự nghiệp, tài lộc cũng như những thách thức mà bản mệnh cần lưu ý, đặc biệt trong tháng 9 và tháng 10. Đây là thời điểm mà công việc việc phát triển thuận lợi, tài lộc dồi dào nhưng cần cẩn trọng trong các quyết định đầu tư. Tháng 11 là thời gian bản mệnh nên tập trung vào gia đạo và các mối quan hệ xã hội, giữ gìn hòa khí trong gia đình. Tháng 12 sẽ kết thúc năm với những thành tựu lớn lao, nhưng bản mệnh cũng cần chăm sóc sức khỏe để tránh căng thẳng quá mức. Bản mệnh tuổi Quý Sửu hãy nắm bắt cơ hội, tập trung vào sự phát triển lâu dài và không quên dành thời gian cho gia đình cũng như bản thân. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống sẽ là chìa khóa giúp bạn thành công một cách bền vững. Cuối cùng, nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ video để lại bình luận và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để chúng tôi có thể tiếp tục mang đến cho bạn những thông tin tử vi và phong thủy quý báu. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình tìm hiểu về số mệnh và tương lai. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.